Và Sơn xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà mình trở lại với kênh Sức Khỏe 60 Giây ha. Thì sau đợt dịch vừa rồi, cả nhà mình thấy là cái sức đề kháng cực kỳ quan trọng ha. Ví dụ giống như là với người lớn thì sức khỏe yếu hơn, trẻ em thì sức khỏe nó khỏe mạnh hơn. Như là khi mà tiêm ngừa thì mình tiêm ngừa người lớn tuổi trước, và sau đó là đến người 18 tuổi trở lên, và hiện tại là đến trẻ em từ 12 tuổi trở lên ha. Thì bây giờ chúng ta rất là quan tâm về vấn đề sức khỏe như tập thể dục nè, và ăn uống điều độ để tăng cường sức khỏe, sức đề kháng. Bên cạnh đó thì chúng ta còn sử dụng một số cái vitamin và thực phẩm bổ sung đó. Thì hiện tại thì bà con mình mua hàng ở Mỹ về rất là nhiều, và trên mạng cũng bán rất là nhiều ha. Nên là khi mà mua ngoài người thân mình gửi về, bà con mình mua đặt hàng thì cũng có thể sợ hàng giả hàng nhái, hoặc là đặt hàng khá là lâu, ví dụ 2-3 tuần đó. Rồi khi mình đặt ít thì cước vận chuyển nó rất là cao ha. Thì Hoàng Sơn có người nhà ở bên Mỹ là gửi về để mình xài. Nếu mà bà con mình có nhu cầu có thể đặt hàng lại bên Hoàng Sơn để mình chia nhau xài cho tiết kiệm ha. Như cả nhà thấy một số loại ở đây nè: vitamin C, vitamin D3, rồi vitamin B ha, dầu cá, và một số loại thực phẩm và thuốc cho người lớn tuổi như là xương khớp. Thì cả nhà có thể vào website sứckhoe60giây.com để có thể xem thêm thông tin, bảng giá, và có thể liên lạc với Hoàng Sơn ha. Địa chỉ theo sứckhoe60giây.com. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha.